Mất tiền đừng bảo bảo tôi cắt nhá. Cắt. Giờ cây của ông nhá. Cắt xong thì tôi vào tay. Hôm nay gặp cái cây si cổ này, bonsai đinh vượng này thích thì giao lưu với bạn Hùng. Bảo cho bạn ấy một nhặt cắt. Một là mất tiền, hai là lên tiền các bạn ạ. Sau khi cắt xong các bạn nhìn nhé. Đó, nó ra hình thù như thế này rồi. Rồi bỏ ra nào, bỏ ra. 1, 2, 3 nào. Rồi, đấy, đã mở được ra cái mặt trời rồi nhé các bạn. Bonsai đinh vượng mua để cắt. Quyết định cắt. Rồi. Cái này. Đấy, này mai phải đóng ngoe sang bên kia. Ngoe sang bên kia. Thế, thế. Đấy, nó đấy. Đó, năm nó xuống. Thế là năm. Đấy, nó phải nằm bò này. Thế đấy, nó đấy. Nó đấy à? Đấy, nó đấy. Đấy, đấy. À, bắt tay bạn Hùng cái nào. Đấy nhá, hôm nay bonsai đinh vượng mua cái này về để cắt nhá các bạn nhá. Quyết định cắt. Ngồi xíu vào đây, ngồi xíu vào đây. Thế. Ngồi không bị giật. Rồi. Rồi, cảm ơn bạn. Hôm nay chuyển nhượng cho mình cái này. Rồi, bonsai đinh vượng lại đã mua được cái này rồi. Giờ lại sẽ cho về thôi. Cảm ơn bạn Hùng đã nhượng lại cho một cây si cổ để chơi. Một cây si cổ là tràn trộn rất là quý đấy các bạn nhé. Và cây là mịn. Mặc dù có dính một cái sẹo hơi to, bây giờ về bonsai đinh vượng sẽ xử lý lại cái sẹo này không sao. Thường quá. Đấy, lúc như trước các bạn ấy để như thế này. Thường quá. Đấy. Thế nhưng bây giờ thì bonsai đinh vượng đã xử lý lại là toàn bộ rồi. Đưa nó xuống. Cắt. Bỏ luôn ra đi, bỏ luôn ra đi, bỏ luôn ra. Thế. Nó chỉ còn như thế này rồi các bạn nhé. Đấy, sau khi bonsai đinh vượng mua xong cây hoàn thiện thì lại cắt nó về phôi quý vị ạ. Và là quyết định làm lại từ đầu và định hình lại toàn bộ cái thân pháp cho cái cây si cổ này. Đây là một cái cây si cổ rất là giá trị quý vị nhé. Thì do chủ cũ họ định làm cái cây dáng làng và làm không kỹ, nhưng bonsai đinh vượng đã mua lại và nhặt cắt, quyết định cắt và xử lý ngay từ cái bộ bệ cả đấy các bạn nhé. Bệ rễ này phải làm gọn gàng sạch sẽ luôn và định hình lại toàn bộ tay cành, lấy lại các vị trí đóng, vị trí của thân pháp. Có một số những cái vị trí cần phải xử lý sau này, thế nhưng mà bây giờ chưa làm được, phải đến mùa tháng 2 sang năm thì mới vam vít và xử lý nữa. Đấy, thì bây giờ nuôi như thế này, cứ định hình cho nó rõ ràng thì đã. Cái si cổ này nó già lắm các bạn ạ. Đấy, như là cái dòng già khô mò cao trong nước ấy. Nuôi đâu là nó đùn lui đấy này, đây. Lui lên cái là lên vấu luôn này. Đấy, nhìn thấy cái thân pháp nó rất là biến như thế này này. Lui nó mới thích này. Còn những cái mâm mà lên mà nó không lu được vòng như thế này ấy, thì sau này nuôi cây sẽ không biến hóa được. Đấy, nhìn cái cây nào mà nuôi mà các bạn mà cảm thấy cái canh thở lên cái mà nó vông được ngay lên ấy, là sau này nó sẽ biến hóa rất tốt các bạn nhé. Đấy, trước cái canh nó chọc vào mặt, nó che hết toàn bộ cái mặt tiền, cái thân pháp. Bao nhiêu cái phân đẹp nó che hết quý vị ạ. Bonsai đinh vượng mua về và quyết tâm cắt bỏ và định hình lại toàn bộ. Những cái này thì nó cũng có những cái dữ liệu sẵn rồi. Cút 1, cút 2. Để mai làm tầm độ 3 năm nữa là xong cây mịn. Và các vị trí đóng của nó đã có sẵn hết rồi. Đó. Đây giờ thì góc nào cũng đẹp các bạn ạ. Nó đẹp 3D. Rất là có cái chiều sâu, nhìn các góc các chiều.
cái góc nhìn như thế này này, xoay các góc đều đẹp. Đấy, những cái bộ rễ nó chun chẳng, nó lu, bắt đầu nó lên lu hết rồi. Cái xi được rất là già. Ôm một cái chiếc chậu cổ này, quắp bên trong, còn nguyên cái chiếc chậu. Này, cái mặt phía sau này. Mặt phía sau này, cái bộ bệ này trước nó tràn ngập, rối lắm các bạn. Về thì bonsai linh vượng cũng đã cắt, xử lý hết toàn bộ. Nó đau thương một lần rồi, thế nhưng sau khi mình nuôi 1-2-3 năm sau thì nó hóa sẹo liền sẹo lại, thì nó sẽ mịn cây. Còn nếu mà mình mà cứ tiếc mà không quyết liệt cắt ngay từ phát bắt đầu thì về sau là nó cứ bị tiếc. Có khi cây hoàn thiện rồi nhưng mà để thì rất là khó chịu, mà cắt đi thì đôi khi nó lại thành sẹo, thì nó rất là không cái độ mịn của cây này. Cho nên là một khi đã đưa về phôi thì phải dọn dẹp sạch toàn bộ, từ thân pháp, bệ rễ, tất cả mọi cái nó phải xử lý lại hết. Đấy, cái bệ rễ nó đẹp như thế này mà. Cốt chậu lâu năm này, này. Cái này là cái biệt manh tẹt thì các bạn ạ. Cái rễ nó bó vào cái này. Manh tẹt kiểu như là nó nhè đá, nó như như là cái nhè chậu. Thế mới hay. Đây là mặt sau này các bạn nhé. Đấy, cái góc bên này nhìn rất là cột kèo. Nói chung cái này góc nào nhìn nó cũng đẹp các bạn. Nhìn nó đẹp tứ diện, đi vùng quanh luôn. Đấy, thì mình xử lý làm sao để toàn diện, tứ diện nó đều đẹp xung quanh. Xong cứ thế là nuôi thôi, định hình làm đâu được đấy thì sẽ rất nhanh. Thì mình sợ nhất là mình định hình không rõ ràng, sau đến lúc nuôi xong rồi đục đẽo phá tiếc lắm. Đây kìa, những cái rễ này trước nó phải bằng này này, áp sinh bóc bỏ hết. Cái rễ này đóng rất thô, bóc bỏ hết một lượt để khoe ra toàn bộ thân pháp. Nuôi 3 năm sau là mím sẹo lại đẹp côn tít mà. Sau này nó coi hoàn thiện là mịn tít luôn. Đấy, nó đẹp như thế này mà. Đấy, mua xong thì chảm tại chỗ luôn, cho về phôi rồi nó đục đẽo lại, chấp nhận đau thương. Giờ thì nhìn hoàn toàn là khác đúng không các bạn, và hứa hẹn với các bạn tác phẩm này sau 3 năm nữa là có thể đem đi chơi được rồi. Sau 3 năm thôi quý vị nhé, không lâu đâu, 3 năm sau là có thể đem đi chơi. Một cây có rất nhiều cái độ biến hóa trong cây, mà nó là cây nguyên bản, cây cổ nguyên bản. Thích nhất ôm cái chậu các bạn nhìn. Rồi bạn Sunny Vượng xin được kết thúc video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.